cũng được 6 năm 4 tháng lẻ 3 ngày không có thì tẩm. Đã hơn 1 năm hoàng thượng không đến dự khung cung rồi. Hôm qua nhìn vào ánh mắt của hoàng thượng thì mùi đã biết sau này mùi không cần phải thì tẩm nữa, để hoàng thượng khỏi chê bai.